Sao bằng Nhật xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác một con lọc khí sắc gọi là đúng ngon bổ rẻ lành bền đẹp siêu khủng, một con máy rất to các bác nhá, công suất lớn cho các bác dùng được cho phòng khách, phòng ngủ, mọi các loại phòng ok hết. Con này của nó là 90W, năm sản xuất 2013, series máy là 0797. Tình trạng thì mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Con này em đã phải mua một cái biến áp xuyến các bác nhé. Biến áp xuyến này rất là đắt, gần 200.000. Cho nên là con này em bán là 2,2 triệu nhé. Đấy. Nếu mà con này không đấu biến áp thì em chỉ lấy các bác là 2 triệu thôi. Nhưng con này mua biến áp mất gần 200, thì biến áp xuyến to công suất lớn để chạy được cho cái máy này. Cho nên là đấu cái biến áp cho các bác sang thành 220V rồi nhé. Để cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Máy công suất lớn to, dùng được cho phòng VIP, phòng to. Phím cảm ứng các bác nhé. Đây. Tắt bật đèn các thứ, giảm ánh sáng này, báo chuyển độ C, phần trăm độ ẩm, các chế độ lọc khí, tốc độ lọc. Đây. Máy rất là to, con này các bác dùng để cho phòng khoảng 70m² luôn, giá rất hợp lý, ngon bổ rẻ lành bền đẹp, màng HEPA zin theo máy còn khá là ok các bác nhé. Còn riêng cái màng này thì các bác là không thích thì em thay màng mới vẫn tính tiền nguyên nhé. Màng em có sẵn, màng mới. À, than này, heo này. Đấy. Thì không thích màng zin này em lắp màng zin cho máy khác. Đấy. Giá 2,2 triệu, bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển. Con sáp to, công suất lớn, bây giờ giá quá rẻ luôn. Con này trước sản xuất mới ra toàn gần 20 triệu. Con này ion của nó 25.000 nhé. Con này các bác lưu ý nhé, là nó mất cái tem đây rồi. Nó là ion 25.000. Đấy, các bác nghe tách 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 luôn, bắn rất khỏe. Ion 25.000 đấy. Mật độ ion của nó cao nhưng khử khuẩn tốt. Màng tạo ẩm còn như mới luôn. Nói chung là ngon bổ rẻ, lành bền đẹp VIP. Chính là nó. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua lọc khí cho gia đình, các bác mua con này vào phòng ngủ thì lọc khủng luôn, cực nhanh. 2,2 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển đã đầu biến áp điện 220V rồi. Chào các bác.